Mình thì rất hâm mộ cái bộ môn này, là mình đã xem trên mạng xong rồi mình xuống đây mình mua dụng cụ là chính. Thì tới đây thì vô tình thì gặp một cái lớp học đang học và thấy một cái pha rất là gay cấn rùng rợn. Gần 2 năm rồi. Đây gần 2 năm rồi. Dạ mà tôi đi chăm cứu hoài nó cũng không hết. Rồi đi bác sĩ chẩn đoán là gì? Bác sĩ không có chẩn đoán được. Nó không biết nguyên nhân gì hết. Dạ nó không biết nguyên nhân đâu. Rồi nó ở đâu? Dạ tôi ở Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long. Dạ. Rồi có thử đốt lửa cái ngón chân có nóng không? Dạ ngón chân đốt thì nó nóng. Nóng không? Dạ nóng. Có lần nào thử không? Tôi có đây lấy cái nhảy cứu tôi đốt. Đốt vô mà thấy nóng. Dạ nóng. Có hơi hơi ra, hơi nó nóng. Hơi nóng nhiều không? Dạ thì thấy nó nóng chứ tôi không biết. Ở chân đều teo hết. Dạ teo chân với tay tay teo. Nó teo cơ hết rồi gì? Dạ teo cơ. Teo chân. Cái này bác sĩ phải biết chứ. Dạ, bác sĩ không biết, tôi đi khám cái bệnh viện y học dân tộc á. Thì ông bác sĩ nói thần kinh ngoài biên, ông nói vậy thôi. Rồi vậy, dạ. Không có đưa vô được. Dạ, ông cho tôi uống là tôi uống vô cái nó sưng tôi, rồi thành ra tôi không uống được. Sưng cái gì? Sưng cẳng, hai cẳng. Tại vì ông cho cột tiêu huyết nếu mà sưng chứ. Tôi không biết, ông cho tôi thuốc rồi cái sưng, mà tay cảm thấy là người về, tôi nói ông. Sưng chân mà có sưng bụng không? Dạ không. Bụng có to lên không? Dạ không, sưng với chân thôi. Dạ. Nhưng mà không có kết quả nè. Dạ, bây giờ đứng dậy đi không được. Dạ bị đứng dậy đi thì giờ nó uống là hiểu. Vì tôi hỏi á, tôi bọc tôi ngồi như vậy nè. Cái tôi để cái đít lên cái ghế là tôi nhóm nó tôi ngồi bị tôi đứng dậy xuống được. Để đít lên cái ghế cái tôi té. Té cái đít tôi lên này nó trộn với cái thằng ngập cái bệnh tôi bị cục. Cái gì tôi đi lên bên trung tâm chỉnh hình á. Cái chụp hình thì ổng nói tôi bể cái xương gì đó thì ổng hiểu tôi nằm chỗ 6 tuần. Đúng rồi. Nằm chỗ 6 tuần thì 6 tuần luôn, giờ cái là tôi giờ tôi đi không nổi luôn. Đi được luôn. Dạ đi tự đứng dậy được không? Dạ đứng dậy ra không nổi phải chỉ kéo được. Rồi bây giờ tự rồi nếu mà đứng dậy là đi có người nhiều mới đi được. Dạ dạ có người nhiều mới đi được. Rồi. Dạ bây giờ ngồi thử ráng ngồi lên ngồi được đứng dậy được không? Dạ đứng không được, đứng lên đứng không nổi phải chẹo. Có cái gì vịn á? Dạ có cái đồ vịn thì đứng lên được. Cố gắng thôi, cố gắng thôi. Cố gắng cũng nổi nữa. Dạ chưa gắng cố gắng coi xem. Cố lên. Thôi bây giờ vịn tay tôi nè. Rồi đứng lên thử coi. Một này, hai tay vịn lên nè. Một hai ba không lên không nổi. Rồi mình ngồi mình bơm máu lên đầu cho anh luôn. Trai ở đây đến coi không? Bơm máu lên đầu luôn đi. Không có chân để xuống đó bình thường, không sao ấy, một chân này thôi. Rồi em hô đi, em đếm cho người ta biết chừng. Em đếm đi, lúc em ép vào á. Em ép vào em đếm đến 10, em giữ nguyên em ép. Đúng rồi, em ép em giữ đến 10. Nhớ đếm cho người ta biết đường, người ta thở, đừng gấp quá. Giữ nguyên, đừng. Em giữ nguyên em đếm đến 10. Nào, em ép vào đi nào. Rồi, giữ nào, đếm nào. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Nhớ nha, đếm đến 10 rồi nha. Đừng gấp, đừng có gấp nha. Từ từ thôi. Thở ra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng rồi. Hít vào. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Từ từ, cứ từ từ. Hít vào thì hít vừa thôi, chậm thôi. Cứ bình thường hít nhẹ nhàng. Chậm thôi, rồi cho anh làm người chậm. Thở ra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng rồi, mình phải làm từ từ cho người ta ép hết hơi ở trong bụng ra. Chân nó cứng. Cái chân nó rất là cứng nha. Cái chân nó rất là cứng, mọi người nhìn này. Chưa. Đúng rồi, mình đi tìm cái họng, mọi người tìm họng. Ở phía dưới. Không, đây, mọi người nhìn này. Đây mọi người nhìn này, cái họng ở đây này. Rồi anh đeo hết cơ luôn rồi. Chúng ta nhìn đây. Cái họng ở chỗ này này. Đó, chỗ này này. Chỗ này. Giờ mình đặt vào đây. Ok chưa? Đó. Rồi bây giờ mình trước hết mình đo chân xem sao nào. Đó, cái chân cứng và cách xa này này. Cách mấy chục cm nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu một tay mình giữ khóa đi. Tay mình giữ khóa. Rồi tay kia mình day giữa mông rồi mình day mềm đi, mình cứ day một chút cho mềm. Sau đó mình day queo, rồi mình day dọc cái đùi. Anh này đeo hết cả cơ rồi.
khi nào mà mình làm không cứ từ từ cứ làm một bên một đi, không gấp, mình làm một bên một thôi, mình làm mềm một bên một thôi. Rồi. Đúng rồi, mình day que cũng khoảng vài chục lần. Mình có thể day luôn cái chỗ cái gân chỗ cái bắp chân cho anh đi. Đó, cái sợi gân ấy, anh yếu toàn thân luôn đấy. Rồi day dọc đùi luôn. Đưa cái đá đó xong rồi đặt vào cái khu vực vùng gan cho anh ấy. Ở bên trong luôn rồi. Mà có ai có cái khăn không cho mượn? Ai có cái khăn không cho anh mượn, anh ấy buộc quanh nhé. Nóng không anh? Cột là chườm luôn. Đừng nóng nữa nhá. Thay áo không sao, giờ chưa nóng rồi. Rồi ta đá. Kiến áo nên đút hẳn và chọc bụng. Rồi, nóng cho nó nhá. Dạ, dạ. Áp vô đó. Rồi, giờ là áp chân. Đấy, ôm chườm gan lên trên lên chút. Lên trên chút. Đặt ở chỗ cái xương sườn đó, lên sườn đấy. Nếu mà có ai mà có cái khăn đó cho anh buộc quanh anh đỡ phải giữ mệt. Còn nếu không có một người ngồi giữ cho anh thì cá đi. Buông cái ống máu chân xong rồi cho ông nằm xuống rồi chườm gan và không có luôn. Dạ. Bây giờ tạm để đi. Hồi năm bên không có cái bao nhiêu. Đó, cái này khi mà anh ấy không còn cơ á, lúc này chúng ta mới thấy lòi ra này. Đó, thấy chưa? Chính là cái chỗ đó là cái van tĩnh mạch đó. Thế chúng ta làm khỏe nó lên đả thông. Thấy rõ không? Mười mấy năm. Mấy năm hả? Về thăm bồ thôi, thăm con. Về đây chữa bệnh đi, chứ thăm bồ. Chuyện sớm quá là có bồ là mày chuyện chứ. Tôi chữa ông lần đầu tiên một năm, không hết. Được bao nhiêu bệnh ở mấy tháng rồi tôi trở về tôi chữa. Rồi, chữa ở đâu? Hả? Chú chữa ở đâu? Tôi về chữa tùm lum hết trơn à. Tùm lum hết. Tôi ăn gạo lứt bố mẹ là 5 tháng. Tôi thấy mấy cái cơ tôi càng ngày càng yếu. Nó đều. Chỉ định dưỡng rồi có mà không chứa. Bởi vì cái người ta nói ăn gạo lứt bố mẹ thì nó hết đủ thứ bệnh. Kiên. Nào giảm cân. Hồi trước thì vẫn đi bình thường. Dạ, vẫn đi bình thường. Nhưng mà sao vẫn chấn thương á? Dạ, sao chấn thương được cái bác sĩ tôi nằm một cái rưỡi đó là coi như đứng chạy đi không được. Đứng về không được luôn. Dạ. Bác sĩ nào vậy? Chỗ bệnh viện trung tâm tinh thần á. Dạ. Dạ, rồi tôi đi khám 3 lần rồi. Rồi mấy ông cho uống thuốc, cứ là ông lần á đầu á thì tôi uống thuốc thì nó 1 tháng. Về thì nó không sao cho anh. Tới thì tay khám định kia rồi ông kia cũng cho uống có. Tôi uống có mấy ngày cái nó sưng tôi quá thôi, tôi không dám uống nữa. Rồi cái tôi lên tôi tái khám nữa thì ông bác sĩ thì ông ghi tùm lum chân mà ông vô họ ông nói chuyện coi như ông nhắn cho mình nói bệnh đeo cơ gì coi cái ông không hỏi mình nãy này kia nọ cái ông ghi cái thôi đó tôi không biết sao thôi rồi tôi bỏ anh về luôn. Rồi bây giờ anh tự đi. Dạ. Bình tĩnh không có vấn đề. Dạ. Nếu ngã có em lo anh cứ đi bình thường cứ đi đi. Dạ. Đừng để trong đi bình thường đi. Sợ. Cứ thẳng lưng lên. Thẳng lưng lên. Đi được. Đi được. Rồi thôi đứng lại. Bơi đi. Phát hiểu. Đấy anh nhát. Không sao. Nhát rồi sẽ đi được. Rồi anh cứ nói đi. Mọi người trật tự để cho xem anh ấy phát biểu ý kiến như nào. Rồi bây giờ anh nhìn anh nói chuyện này. Không sao, đi được rồi. Rồi, được rồi. Bây giờ đi như vậy rồi bây giờ anh thấy sao? Đây, anh thấy sao? Mà mỏi hả? Dạ, không phải mỏi mà nó cứ làm cái đai này. Không phải đâu, cái lưng anh bị chấn thương. Anh bị chấn thương nó thế đó. Rồi bây giờ anh thấy sao? Sau khi mà vừa rồi xong làm xong thấy sao rồi, thấy cảm giác? Chắc phải thấy thích đi thì tôi được được mừng nhá. Mừng không? Bây giờ thầy đã làm cho một lần rồi, bây giờ về sẽ làm thường xuyên như vậy. Dạ. Thì sẽ phục hồi nhanh ha. Dạ. Rồi mọi người ủng hộ anh cái trang phẩm. Rồi chắc chắn là sẽ được mà. Cho anh ngồi nghỉ đi. Cho anh ngồi nghỉ đi. Rồi nghỉ đi. Okay. Rồi sẽ chườm gan. Lát nữa sẽ chườm gan. Buổi trưa đây là nằm chườm gan liền. Chiều là nghe khác liền. Rồi đi lại. Đi được. Đi con này. Nhưng mà mệt. Thôi đi thế được rồi. Cái chuyện cái là mình đi. Cái trường hợp này mình hồi phục được không có vấn đề. Nhưng mà điều cái là quan trọng là gì? Là đúng rồi. Thứ nhất đó là đứa con ấy, em ở đây giúp cho ông được cái gì phải không? Lên để học đấy ạ.
thì em sẽ học và cho có thể là thuê cái chỗ ở đây rồi hàng ngày ở đây học, mỗi ngày ở đây chữa cho, rồi em học kỹ thuật để mà làm. Thì ở đây có thể là lỡ cái chỗ kia lâu như ở đây có thể ở luôn 1 tháng em, thì học cắt lớp hết cái có là cứ vô học em. Và cứ mỗi lần học vậy là đến đây mọi người sẽ chỉnh cái em cố gắng trong cái thời gian này đó. Yeah. Thì em ở gần đây. Yeah. Thì em trả lời em phụ. Yeah. Em biết bệnh này rồi. Yeah. Nên, thì mình phụ mình cái quan trọng của nó là ở cái nhớ một cái điều là cái ngũ bội tâm tình. Nhưng mà bác này là bị cái chấn thương cái cuộc sống, nhưng mà cái giải quyết của nó là phải căn cơ, có nghĩa là bây giờ phải mua cái đai này mà em lại mua gọi điện thoại mua liền cái đai nhỏ nhất trong này cho vừa, để cho mọi người sẽ coi mang cái đai vô xong ấy, một ngày là mang cái đai 2 đến 3 lần, mỗi lần 1-2 giờ đồng hồ lấy ra, và mọi người sẽ xem là anh này ở đây trong vòng 10 tuần lễ 10 bữa làm đi thông thắt rồi, không có vấn đề đâu. Nên, và mình cứ áp dụng đúng như cách mà tôi nói thì mọi người sẽ thấy ông rất là tuyệt vời. Cái điều quan trọng đó là vậy, có nghĩa là trong cái vấn đề ăn uống ấy, thì tôi khuyên thôi chứ tôi không dám can thiệp. Yeah. Tôi không dám can thiệp, nhưng mà đó là ý muốn của từng người. Nhưng mà tôi khuyên là nên là một ngày là chờ đá nóng 2 lần rồi. Thì em quý vị em cố gắng tiếp cận là nói với em này nó đang học để nó biết rồi. Yeah. Một ngày chờ đá 2 lần, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là làm cái đai. Cái thứ ba đó bấm quyền. Nhưng mà cái cuối cùng vẫn là quan trọng, đó là chất dinh dưỡng. Nhưng mà trước mắt là phải cho ông này đầy đủ thức cái dinh dưỡng này. Cái khó là ông này yếu, cho nên cái sự chuyển hóa ở thực phẩm trong người ông ấy, nhất là thời gian chay, thì những cái chất dinh dưỡng nó không có tiếp vô được. Thì bây giờ chồng đá nó sẽ giúp chuyển hóa tốt ha. Rồi bây giờ là cái mà làm chồng mạnh nhất là thịt gà. Cho nên khi ăn cơm xong ấy, là mỗi lần cơm ấy, mua cái đùi gà ăn bồi dưỡng vô. Cái tốt kỳ được không thầy? Hả? Cái tốt kỳ được không? Thấy không? Người ta thì tốt rồi. Người ta đang ăn cái đùi. Ăn cái đùi đó, mỗi cái đùi đó này. Và như vậy á, là kết hợp cái đó thì trong vòng 10 ngày ông sẽ đi ổn liền. Nè, thì yên tâm. Nè, thì tôi nói mọi người sẽ theo dõi sẽ biết. Nè. Và bây giờ á, là tạm thời là mình xả cái cuộc sống của bác người ta, tại vì cái cuộc sống này nó không có vừa, cái đai này nó không có vừa, rồi bỏ ra đá luôn đi, bỏ đá luôn không cần cần. Trưa nay sẽ sửa trường, lát trưa nghỉ trưa. Trưa nghỉ trưa làm đá lại trường lại. Trưa nay không có trường không ạ mọi người. Khi mà sức nóng đầy đủ, mà ông này chịu khó, ăn như tôi nói, và không ăn cần nhiều, không ăn nhiều, nhưng mà ăn phải có thịt, có cá không đó, để cho nó chuyển hóa, nó giúp cái cơ thể mình mạnh mau. Ha, rồi sau khi mà mình bấm á, khi cái bấm của tôi mọi người thấy khi nó giật á, thì những cái cơ nó bắt đầu nó hoạt động lại. Nhưng mà cơ mình muốn nở lên nó phải có protein chứ, phải có đạm chứ, rồi nó mới sao được. Em dở cái bài cho ông chút xíu và cho ông đi trở lại tí xíu đi. Bây giờ là không có đai ha. Rồi bây giờ phải tự tin. Tôi tin là mình có thể đi được. Và tôi đứng trước mặt ông để cho mục tiêu phía trước. Và hát đi. Hả? Hát đi. Hát đi. Hát đi. Hát đi. Hát đi. Không giữ, tự đi. Rồi đến đây rồi, thì khi nguyên bộ đội đi gặp tôi rồi, thì bắt buộc là bây giờ cái hạn năm hết rồi. Rồi tới đi, tới đi. Tay mặn với thầy Sơn đi lại đây. Tôi ôm kéo cho thầy con. Anh có thể đi dọc qua bên kia, không nên yến người qua đó đi. Để cho anh đi một lần. Đây nha, lấy cái tay ra. Vậy, mọi người đó là rất là bình tĩnh và tin tưởng nè. Đi nữa. Kỳ này thiên nhiên hỗ trợ cứu mình rồi. Mình phải đi được. Hello. Hay quá. Rồi. Đi không con?
yêu đời. Yêu đời, yêu đời. Bây giờ thấy yêu đời rồi. Thôi được rồi, quá xa rồi, đi nguyên. Đi nguyên một đường dài. Rồi quay lại cái lời hết. Rồi bây giờ em đi vài vòng đi chơi chơi thôi. Đi chơi đi. Đi mát rồi đi và hát rồi đi. Trưa nay nghỉ cho trường nóng dạ. Và tới ngày mai là mọi người thấy ông này đi ngon lành rồi mà trường nóng liên tục bây giờ chưa giữ cái nhiệt lên tôi bây giờ coi như là mấy cái này nó cứng bắt đầu nó mềm lại là mềm à, đúng rồi thôi cảm ơn ông cứ làm tâm đi tôi ở nhà tôi cũng nói rồi tao không yêu cầu anh này không chỉ có mọi người gì hết tôi rồi dạ. Kỳ yêu cầu anh cả mai anh không phải đi bình thường mai còn vậy bởi 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 vậy cái người mới về tôi nói bà xã tôi bà đâu tên bà bà mà hỏi tôi bây giờ tôi nói cho bà không tên bây giờ gọi điện về nhà luôn đi gọi điện về nhà nói là đi được rồi bị gì á bị nhà bà bên Mỹ còn tôi về và chuyến này thì Việt Nam vừa khỏe mạnh chào đầu rồi bây giờ thấy sao ạ? Trường hợp thấy sao? Thì sau khi mà bác tới đây thì thấy rất là yếu mà con người nó lạnh toàn thân luôn mà không có di chuyển gì được hết. Thì sau khi các học viên cùng có sự giúp đỡ của thầy, các học viên bắt đầu tập đó là làm số động tác theo khóa học á. Bây giờ đi lại là hát thôi vui vẻ rồi. Mình đến giờ còn nghĩ đến chuyện khác nữa. tôi thấy ổng các bạn ở đây đều sống nhau để mà chữa trị cấp tốc trong vòng tiếng đồng hồ mà cái kết quả cụ thể là ông bệnh nhân ông bác này là ổng rất là hoan hỷ và ổng rất là mừng nó biểu lộ ra cái nét mặt ông hân hoan thì chứng tỏ là cái phương pháp trị này nó có kết quả. Vậy là bác của em à bác của em à, lúc trước bác em sao à, lúc trước thì lúc em dẫn đến đây á trước khi cho đến đây thì bác em đi lại rất là khó khăn phải có người dìu dắt và đỡ nâng. Hôm nay đến đây được thầy điều trị và các học viên ở đây điều trị trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ thì bác em có thể đứng lên và tự đi được những cái bước đi lại được. Em rất là vui khi có mặt ở đây để cho bác em chữa trị ở đây em rất là vui. Mà em có muốn mong muốn gì không? Rất mong là các bạn xem clip này ai mà có cái bệnh giống như của bác em á thì hãy đến đây điều trị. Không, ở đây không ai điều trị đâu, mà người nhà sẽ phải tự giúp nhau đấy. Tức là cái bác của em mà có được hay không á, có đi lại được hay không, tại vì bác em sống ở tận nước ngoài mà đúng không? Mà thời gian ở đây thì bao lâu có biết không? Sẽ chờ ở đây bao lâu? Anh định ở đây bao lâu anh? Dạ. Anh định ở đây bao lâu? Tôi ở có 4 tháng nữa là tôi. À 4 tháng rồi, trong vòng 4 tháng đấy thì chắc chắn là sẽ cần phải người giúp, em có sẵn sàng giúp không? Có. Ok, vậy là đi học giúp cho bác nhé. Đi học luôn mà. Dạ vâng, đúng rồi, đăng ký học rồi. Rồi ok, cảm ơn anh, chúc mừng anh. Dạ, cảm ơn. Vui quá rồi. Vậy là tối nay về, lên Facebook rồi lên email rồi báo cáo tin vui cho bà xã ngay lập tức. Nha. Dạ chị, à đây chị, đây chị muốn có ý kiến mọi người ơi. Xin nghe lắng nghe ý kiến của chị một chút. À, sau khi mà tôi đã học cái khóa này và giờ đang học và đang thực tập thì có chứng kiến cái cảnh mà khi mà bác mới vào thì là phải có người nhiều mà đi lại không được mà phải ngồi nhúc nhích không được luôn. Mà trong khi là một thời gian thì được sự trợ giúp của các học viên ở đây đúng là cái môn là thập chỉ liên thanh thì nó hợp sức nhau cùng làm liên tâm thành thử là cùng hợp sức nhau cùng làm, mỗi người làm một khâu coi như là mình có như là đoàn kết với nhau. Còn trong tất thời có nửa tiếng đồng hồ là bệnh nhân là đi được, là tôi rất là tí là phấn khởi và thấy là chắc tôi là nhờ thầy nữa cũng chỉ đạo thì kia thầy thử là rất là khăng khít cái môn này, thử là ai mà ở xa hay là ở đâu mà chưa biết đó thì giới thiệu cho học và mình cùng đoàn kết cho nó giúp những người. Vậy là thưa có phải là đúng là cái tên là thạc sĩ liên tâm luôn không? Đúng rồi. Rồi hôm nay là tôi phải nói một điều là đây này,
công là công của mọi người nhiều lắm á. Tức là anh này anh đi được á, việc đầu tiên là phải cảm ơn tất cả học viên của chúng ta. Đương nhiên cảm ơn thầy, bởi vì thầy là cái người hướng dẫn phương pháp cho mình. Thế nhưng mà cái cảm ơn lớn nhất á, chính là cảm ơn các anh chị học viên ở đây. Và sau này mà anh này đi được á, là chắc chắn là nhờ vào cái cậu thanh niên ở dưới kia kìa. Đó, cậu thanh niên dưới kia kìa, cậu học có vài buổi thì cậu sẽ làm, sẽ giúp cho anh được. Ok, quyết tâm không em? Hô quyết tâm không? Hô thì giơ tay lên. Rồi ok. Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ mình có thể nghỉ trưa được. Thật sự là trong nghe không bằng mắt thấy. Ví dụ như mình xem trên mạng, nhiều khi thì người ta cũng có những nghi vấn là có thể chấp ghép nọ kia, nhưng mà thật sự ra đây là người thật, việc thật. Thì mình càng thấy là chắc là mình phải cố gắng chuẩn bị thời gian để mình đi học thôi. Anh này anh hổm là anh ngồi không được. Bây giờ để cho anh tự ngồi lên. Nên anh nhìn ra khoan, anh ngồi đây. Dạ. Rồi, em mời người giờ anh tự anh đứng ngồi vậy. Dạ. Trước đó là ngồi vậy không được. Dạ. Bây giờ anh ngồi vậy đi. Dạ. Đó, ngồi vậy đi. Dạ. Đó. Wow. Bây giờ anh đi ngon lành rồi.